Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Gia Bảo Luxury. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu dành cho những dân chơi nhất hành tinh. Vâng, và đó chính là thương hiệu Hublot. Thời gian gần đây chắc chắn rất nhiều người đã biết đến trận đấu tỷ đô, và trong trận đấu đó người chiến thắng đã đeo chiếc đai mang tên thương hiệu Hublot này. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion Ultratin Skeleton với lớp vỏ bằng vàng hồng. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Được giới thiệu vào những năm 2012, mẫu đồng hồ Classic Fusion Ultratin Skeleton đã đem đến một làn gió mới cho chính thương hiệu Hublot này, rất là khác đối với những chiếc đồng hồ Big Bang hay là King Power có kích thước lớn với những cái chức năng phức tạp như là chronograph hay là tourbillon. Thì chiếc Classic Fusion Skeleton này vẫn giữ được cái dáng vẻ, nó là mang tính truyền thống của Hublot. Kích thước lớp vỏ chiếc đồng hồ này là 42mm, dày chỉ có 8mm thôi, 8mm rất là mỏng. Những chiếc Classic theo tôi đánh giá thì có độ mỏng từ 5 đến 10mm, khá là mỏng so với chiếc đồng hồ Hublot thông thường. Chiếc đồng hồ này thì sở hữu cái lớp vỏ được làm hoàn toàn bằng vàng hồng, giữ nguyên tất cả những đặc điểm đã tạo nên cái nét riêng của Hublot như ở bộ sưu tập Classic Fusion, như cái dáng vỏ với cái càng ôm vuông vát, và cái phần nối dây đó chính là một cái bằng đinh vít. Cái điểm nhấn cũng như là cái nét đặc biệt phá cách cho chiếc đồng hồ này thì Hublot đã sử dụng hai cái phương pháp hoàn thiện, đó chính là sử dụng những cái phước xước, những kỹ thuật làm xước mờ đây, từ cái phần nối dây đến vành bezel, và làm bóng ở phần tai và phần thân. Đây, như các bạn đang thấy thân và tai. Mục đích của nó để làm gì? Để một chiếc đồng hồ nó không bị quá là đơn giản. Chúng ta hãy tìm hiểu về cái vành bezel của chiếc đồng hồ này và nhìn thấy Hublot Classic Fusion, các bạn nghĩ đến đầu tiên đó chính là chiếc vành bezel cùng 6 chiếc ốc vít, đúng không ạ? Đúng. Tuy nhiên là trước đó Hublot thì đã có một cái thương hiệu đã làm những chiếc đồng hồ với vành bezel, có những chiếc ốc vít mà mang tính biểu tượng. Tôi đã có cái dịp review chiếc đồng hồ đó ở những video trước đây, đó chính là chiếc Audemars Piguet Rolex Offshore hoặc là Audemars Piguet Rolex. Hublot làm thành công đến mức những người chơi phong cho Hublot một cái biệt danh, đó chính là kẻ copy vĩ đại, khi cái doanh số của những chiếc Hublot Classic Fusion nó có thể nói là đạt đến mức kỷ lục. Đấy, đem về một cái lợi nhuận khủng khiếp cho cái tập đoàn LVMH. Tiếp đến thì chúng ta hãy nhìn đến phần dây da. Đây, như các bạn đang thấy, đây chính là dây da của chiếc đồng hồ. Dây da của chiếc đồng hồ Hublot thì nó khá là đặc biệt, với cái lớp trên được làm và may bằng da. Đây chính là da thật, được may tay những cái đường chỉ đen đồng màu đó. Và ở dưới thì nó được làm từ cao su tổng hợp, với cái mục đích cái cao su tổng hợp này đó chính là để chống thấm mồ hôi cũng như là bụi bẩn có thể bám vào dây dẫn đến hỏng dây. Nếu như các bạn sử dụng chiếc dây da đơn thuần thì cái tuổi thọ của chiếc dây da nó chỉ vào khoảng tầm 1 năm đến 2 năm. Mặt trên là da, mặt dưới là cao su, có tuổi thọ phải gấp đôi đến gần gấp 3 nếu bạn sử dụng tốt, rất là bền. Sờ cái da, cái cao su ở cái lớp dưới này cũng khá là thích. Tiếp đến chúng ta sẽ nhìn khóa của chiếc đồng hồ này. Thực tế ra mà nói thì khóa chiếc đồng hồ này thì nó làm được hai phần. Một chính là phần xước ở phần giữa trung tâm, và phần bóng ở hai phần cạnh này đều làm bóng. Đó.
có một cái điểm tôi nghĩ nó là cái nhược điểm của Hublot là với một cái chiếc đồng hồ, những chiếc đồng hồ này nó không phải là rẻ, mười mấy ngàn đô, đồng hồ cũ và mới nó đến tận hơn 20 ngàn đô, thì cái việc mà Hublot nó bố trí cho chiếc đồng hồ này một chiếc khóa, tôi nghĩ như này nó khá là sơ sài, vì chỉ có mỗi phần này, như các bạn đang thấy đây, nó là vàng, đây phần này nó là vàng thôi, còn lại những phần này ở đây nó chỉ là thép và tôi đen lên. Tôi nghĩ là cái này nó là một cái điểm khá là nhược điểm của Hublot khi tiết kiệm phần vàng ở cái chỗ này. Nếu như mà Hublot làm cái phần này vàng bằng vàng thì tôi sẽ đánh giá nó cao lên, nó cao hơn so với hiện tại. Mặt trước và mặt sau của chiếc đồng hồ này thì được làm từ kính sapphire nguyên khối, và như các bạn đang thấy cái lớp kính này rất là trong, và tôi cũng như rất nhiều bạn sẽ có một cái cảm nhận là không thấy sự hiện diện của cái lớp kính này đâu. Đấy, rất là trong. Đấy, các bạn nhìn thấy từng chi tiết rất là rõ ràng. Tiếp đến thì chúng ta hãy nhìn vào cái mặt số cũng như là những cái chi tiết ở trên mặt số này. Thì cái mặt số được Hublot đã tạo ra một cách rất là tỉ mỉ với kim bằng vàng, các cọc số nổi được gắn bằng vàng rất là đẹp, cũng như là một cái kim mini second gọi là kim dây nhỏ ở góc 7 giờ, một cái bố cục theo tôi nghĩ là hài hòa, rất là hài hòa. Đấy, như các bạn đang thấy cọc số nổi Hublot làm rất đẹp, kim làm cùng tông với cái màu vàng hồng. Ở mặt trước này thì chúng ta có thể thấy được sự hiện diện của đây hai ổ cót, đúng không ạ? Đây bánh xe gai ngựa, đấy một phần của bộ ba lăng, đấy hay còn gọi là bánh lắc, và một phần của dây tóc. Tiếp đến đó chính là cái cỗ máy của chiếc đồng hồ này. Rất là hay một điều đó chính là cỗ máy của đồng hồ này nó là cỗ máy in-house của Hublot. Tuy nhiên đây thì không phải là một cái thành quả của riêng Hublot đâu, mà nó đã được kết hợp với một cái thương hiệu mà chúng ta, đối với những người chơi đồng hồ rất là lâu năm, người ta biết rất rõ, đó chính là thương hiệu làm máy cho Arnoldson, La Choc Press. Một cái bố cục nó sẽ có cái hơi hướng khá là giống đối với những chiếc đồng hồ Arnoldson. Rất là đẹp đúng không ạ? Nó cao tỉ mỉ, màu xám cho, liên tưởng tới những cái cỗ máy nó rất là hiện đại. Và chi tiết của cái cỗ máy này này, đó chính là một cái cỗ máy nó chỉ dày có 2,9mm, và vì là nó có hai hộp cót này nên là cái thời lượng chữa cót lên đến tận 90 tiếng. Ngoài ra để hoàn thiện lên cỗ máy này, nó là bao gồm 123 bộ phận, có 23 chân kính và cái tần số là 3 Hz, tương đương với 21.600 nhịp trên 1 giờ. Đấy, như thế thì nên là các bạn thấy cái bộ ba lăng này, cái tim tôi gọi là tim đập nó cũng khá là ổn định. Cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn, nó chu vi là 16,7cm. Này, lên thử cho các bạn xem. Đó, các bạn có thể thấy khá là ôm, đẹp. Khá là đẹp đúng không ạ? Ôm tay. Những người cổ tay tròn như tôi thì theo tôi đánh giá là chiếc Hublot này là 10 điểm. Đấy, các bạn có thể thấy rất là đẹp, và tôi nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn đối với những cái người có cổ tay tròn. Cảm giác thì có lẽ là tôi thì lên tay nhiều chiếc đồng hồ, tuy nhiên là đối với những chiếc Hublot thì tôi không có cảm giác gì nhiều lắm. Nhưng đối với chiếc đồng hồ Hublot này có một chút khác biệt với cỗ máy, thì nó là sự kết hợp giữa La Choc Press với Hublot, thế nên là tôi có một chút cái cảm xúc nó hơn những cái chiếc đồng hồ Hublot sử dụng máy ETA bình thường. Kết hợp với cả cái dáng rất là đẹp Hublot nữa, những cái đường vân chảy xước. Nếu như tôi thì tôi sẽ sử dụng chiếc Hublot này chơi thể thao, hoặc là những cái sự kiện mà tôi mặc đồ nó sport một chút, áo phông, áo thun với quần short. Và chiếc đồ này
thì tôi thấy là nó chỉ dày có 8mm. Thế nên những người mà có thể là mặc vest, những cái bộ vest nó cách điệu một chút ấy, thì đeo chiếc đồng hồ này hoàn toàn là hợp lý. Và đây, như các bạn đang thấy, đây chính là một chiếc Hublot Classic Fusion phiên bản thời trước, đơn giản. Khác biệt thì không có nhiều, và đây có thể coi là một chiếc đồng hồ biểu tượng của Hublot đấy. Nó là như thế vì sao? Vì cái dáng vẻ nó không lẫn đi đâu được. Đây thì đây các bạn sẽ có cái cảm nhận, nhận xét riêng của mỗi người. Đây, độ dày đây. Độ dày. Chiếc Hublot này thì nó dày tận 12mm cơ, thế nên các bạn sẽ thấy được là Hublot Ultra Thin nó đã cải thiện một cái độ dày nó cực kỳ là lớn. Đó. Mặt số thì nó đương nhiên là nó khác biệt rất nhiều rồi. Tuy nhiên là một cái khác nữa các bạn có thể thấy đó chính là cái màu. Với hai cái màu vàng này thì cái chiếc bên tay trái tôi Hublot sử dụng cái chất liệu là vàng King Gold. Nó là một cái tổng hợp, một cái hợp chất của vàng và titanium, thế nên là các bạn sẽ thấy được là cái màu hồng này của Hublot nó sẽ tươi hơn, nó hồng hơn hơn là cái màu Rose Gold nguyên bản ngày trước của Hublot. Và tôi thì đương nhiên là tôi sẽ thấy là chiếc đồng hồ này nó hấp dẫn hơn. À, chiếc này thì nó mang tính cổ điển rồi. Nó những dành cho những người mà thích cái dáng vẻ từ ngày xưa của Hublot. Và chiếc này thì phá cách hơn. Tuy nhiên có một điều đó cũng là để cho các bạn lưu ý trước khi lựa chọn một trong hai chiếc đồng hồ này, thì cái mẫu đồng hồ Hublot Classic Fusion thời trước ấy, đời máy tự động này thì nó sử dụng cái máy tự động base là máy ETA hoặc là Sellita. Đó, rất là cơ bản, và tôi không có cái cảm xúc nhiều. Và cái cỗ máy của Ultrathin thì nó là một cái cỗ máy lên cót. Thế là những cái bạn mà muốn sở hữu chiếc đồng hồ này ấy, thì phải cân nhắc là mình có thực tế là mình thích những chiếc đồng hồ lên cót hay không, hay là mình thích những chiếc đồng hồ tự động. Và giá hãng của chiếc đồng hồ này thì đương nhiên là cũng cao hơn những chiếc Classic Fusion thông thường, với giá hãng niêm yết là gần 29.000 USD. Còn với những chiếc đồng hồ mà đã qua sử dụng thì giá nó sẽ dao động tùy vào từng tình trạng, khoảng từ 12.000 đến 15.000 đó. Và nếu như các bạn có quan tâm đến chiếc đồng hồ này thì hãy truy cập vào website chính thức của chúng tôi www.gia bảo luxury.com để biết thêm thông tin chi tiết. Xin cảm ơn.